Và đó cũng là lý do mà anh đã được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Một lần nữa thì chúng ta được nhìn thấy những cầu thủ không thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tổng cộng đã có 18 cầu thủ được sử dụng ở trong buổi tập diễn ra vào sáng nay. Pha chạm bóng của Văn Quyết rất nguy hiểm. Đó là cơ hội đầu tiên dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Người đã băng vào là Giang Trần Quách Tân. Đó cũng là một trong những gương mặt giúp cho Than Quảng Ninh có thể bay cao trong bối cảnh thiếu vắng đi hàng loạt các cầu thủ trụ cột, đặc biệt là sau khi kết thúc giai đoạn 1. Sầm Ngọc Đức không hợp lý. Và qua người khá hay Xuân Tú. Cơ hội đối mặt dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Trần Văn Đạt là người vừa ghi bàn giúp cho đội bóng trắng vượt lên. Một pha phối hợp khá hay và chứng tỏ được độ tự tin mà cầu thủ U23 đang sở hữu vào thời điểm này. Xuất phát từ pha xử lý của Xuân Tú ở bên phía hành lang cánh trái. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã không bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Trong suốt những phút thi đấu đã trôi qua của hiệp 1, đội tuyển U22 Việt Nam vào trận với tâm lý quyết tâm, tự tin, kiểm soát bóng nhiều hơn so với đội tuyển Việt Nam, những người đàn anh. Và ở pha bóng này thì họ đã phối hợp với nhau thực sự tốt. Pha phối hợp giữa Xuân Tú, Huỳnh Công Đến, Hữu Thắng và được kết thúc bằng cú đá của Trần Văn Đạt. 1-0 và đây sẽ là chất xúc tác để giúp cho trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn. Những người đàn anh của đội tuyển U22 Việt Nam trong màu áo đỏ chắc chắn sẽ không thể chấp nhận một kết quả như thế này. Chúng ta xem lại nhiều góc độ của bàn thắng mở tỷ số được ghi do công của Trần Văn Đạt. Xuân Cường. Đó là một cú sút rất nguy hiểm. Bóng lập bóng côi. Tỷ số được xem bằng 1-0. Cộng thêm một chút may mắn để cho Văn Quyết có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tình huống bóng xuất phát từ cú sút của Xuân Cường ở bên phía hành lang cánh trái. Nụ cười của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam không được đăng ký trong danh sách ngày hôm nay trên khán đài. Một bàn thắng có thể sẽ giúp cho màn trình diễn của Văn Quyết trở nên thoải mái hơn trong những phút còn lại của trận đấu ngày hôm nay. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đã lên tiếng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng đã dẫn tới bàn thắng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Áp lực từ Hà Đức Chinh khiến cho pha phá bóng của hậu vệ U22 Việt Nam trở nên không sự chắc chắn. Và trái bóng bật tới đúng vị trí bằng vào của Văn Quyết. Không có gì là vất vả để có thể ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi. Thêm một cơ hội nữa và đó vẫn là Văn Quyết. Ngay sau khi trận đấu quay trở lại vạch xuất phát thì Văn Quyết đã sở hữu cho mình cơ hội thứ hai. Trong đó có hai đại diện của câu lạc bộ Hà Nội. Đây là pha phối hợp giữa Cao Văn Triền và Văn Quyết. Một tác động nhỏ của hậu vệ đội tuyển U22 Việt Nam. Văn Quyết. Phản ứng vào khá hay. Có thể dứt điểm. Cú một pha xử lý khá giống với những gì mà Hà Đức Chinh đã làm được tại màu áo của U22 Việt Nam trong SEA Games gần nhất. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Đó lại là sự lập bập của các trung vệ đội tuyển U22. Nếu không có tình huống đó thì Nguyễn Trần Việt Trường đã có thể đối mặt với thủ môn Bùi Tấn Trường. Chúng ta vừa được xem lại cú sút của Hà Đức Chinh. Hết sức bình tĩnh, Huỳnh Công Đến qua người, cú sút không đủ lực để có thể gây khó với thủ môn Tấn Trường. Thì đó chỉ là những cú đá với lực đi tương đối nhẹ.
nhịp độ của những phút đầu tiên của hiệp 2 cũng gần như là tương tự với những gì chúng ta đã được chứng kiến ở hiệp đấu đầu tiên. Đã có lỗi, một pha phạm lỗi có thể nói là tương đối vô duyên, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m. Thực sự là khó hiểu cho pha xử lý vừa rồi của Huệ Văn Việt. Anh vẫn hoàn toàn có khả năng khép mọi hướng di chuyển cũng như là xử lý của tiền đạo đối phương, nhưng lại có một pha phạm lỗi có thể nói là khá thô với Hữu Thắng. Quả đá phạt 11m dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đó là điều mà những tuyển thủ quốc gia như Văn Việt sẽ phải rút kinh nghiệm. Hữu Thắng và thủ môn Bùi Tấn Trường. Hữu Thắng, số 10 của U22 Việt Nam, đã đánh lừa được thủ môn Bùi Tấn Trường và mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22. Lần thứ hai ở trong trận đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam vươn lên. Như vậy là Hữu Thắng đã có một bàn thắng và một pha kiến tạo ở trong trận đấu này, đủ để ghi điểm xuất sắc trong con mắt của ban huấn luyện. Cầu thủ xuất sắc nhất của vòng chung kết U21 quốc gia đã chứng tỏ được giá trị của mình, mang về quả đá phạt 11m sau pha tranh chấp cùng với Văn Việt và đánh lừa thủ môn Bùi Tấn Trường, giúp cho đội tuyển U22 lần thứ hai vươn lên trong trận đấu giao hữu này. Một lần nữa thì người ta sẽ chờ đợi câu trả lời của đội tuyển quốc gia. Văn Toàn, đó là một cú đá kỹ thuật của Văn Toàn. Quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Sau 3 sự thay đổi người với những cái tên chất lượng được đưa vào sân trong hiệp 2 thì đội tuyển quốc gia Việt Nam lại để cho đội tuyển U22 vươn lên. Và lỗi lớn trong bàn thua đó thuộc về trung vệ Văn Việt. Đúng là trong tình huống tranh chấp thì Văn Việt hoàn toàn có thể làm tốt hơn với bề dày kinh nghiệm của mình. Không được. Bây giờ thì người thực hiện quả đá phạt bên phía anh lang cánh phải cho đội tuyển quốc gia là Xuân Cường. Một pha được vào ở tầm thấp. Xuân Trường đối mặt, không được, quá đáng tiếc. Nhưng cũng sẽ có một quả đá phạt 11m dành cho đội tuyển quốc gia. Một pha bóng lộn xộn. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Xuân Cường thoát xuống và cố gắng lừa qua thủ môn Văn Toàn. Tác động của thủ môn đội tuyển U22 khiến cho Xuân Cường lập bập, không làm chủ tình được nữa. Và trọng tài Mạnh Hải cho rằng đó là một pha phạm lỗi. Thêm một quả đá phạt 11m nữa. Trước đó thì Tấn Trường đã không thể ngăn chặn được bàn thua khi mà đội tuyển U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt 11m. Bây giờ sẽ là lúc để thử thách khả năng của thủ môn Văn Toàn. Cơ hội được trao cho Lương Xuân Trường, một trong những cầu thủ hiếm khi có thể bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Thậm chí là có những thời điểm ở các cấp độ khác nhau, Lương Xuân Trường được đưa vào những phút cuối để tận dụng anh cho loạt sút phạt 11m. Lương Xuân Trường, bàn thắng sau tỷ số dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lương Xuân Trường đã giúp cho trận đấu giao hữu này một lần nữa có tỷ số hòa. Và như vậy là bác sĩ Choi Yang cũng đã ra dấu hiệu rằng Xuân Cường sẽ không thể tiếp tục thi đấu trận đấu này nữa. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam có 2 cầu thủ phải rời sân sớm bởi chấn thương, lần lượt là Hồ Tuấn Tài và Xuân Cường. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá phạt 11m đi vào chính giữa khung thành của Lương Xuân Trường.